Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi xin chia sẻ những tin mới về COVID-19 đã nhận được trong những ngày vừa qua. Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian chống chọi với COVID-19 ở Mỹ, và biến thể COVID xuất hiện tại 10 bang của Mỹ. Như cách đây một tuần, tôi đã chia sẻ về căn bệnh của ca sĩ Lệ Thu. Thì hôm nay, tôi buộc phải chia sẻ một tin buồn là ca sĩ Lệ Thu, một trong những danh ca lớn nhất của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vừa qua đời ở miền Nam California sau gần 2 tháng chống chọi với COVID-19 ở tuổi 78 vào lúc 7 giờ tối ngày hôm qua 15 tháng Giêng. Bây giờ Việt Nam là ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay thì là giờ của Hoa Kỳ là 7 giờ tối ngày hôm nay. Ngày 15 tháng Giêng tại Hoa Kỳ đấy, tại bệnh viện Orange Coast Memorial, quận Cam. Bà ra đi khi đang trong tình trạng hôn mê suốt 3 tuần qua, kể từ khi được đặt ống thở. Sau thời gian nằm trong phòng chăm sóc tích cực, lục phủ ngũ tạng của bà đã teo hết. Tại vì ca sĩ Lệ Thu bị Covid nên bệnh viện không cho đem về nhà mà để trong nhà xác để làm sạch hết virus. Và mấy tuần sau nữa mới cho đưa ra nhà quản ấy, để cho thăm viếng. Gia đình ca sĩ Lệ Thu đã liên lạc với nhà quản để đặt ngày làm tang lễ, nhưng nhà quản không còn chỗ nữa mà phải đến cuối tháng 2 mới có. Miền Nam California đang trong đợt bùng phát dịch COVID-19 dữ dội, với nhiều người Việt ở đây đã qua đời vì căn bệnh này. Hôm 31 tháng 12, con gái lớn của ca sĩ Lệ Thu nói rằng khi nhập viện, tình hình của bà rất khả quan và ca sĩ Lệ Thu còn chuẩn bị để xuất viện nữa. Nhưng chỉ sau 2 tuần thì tình hình của bà đột ngột trở xấu, khó thở và được đặt ống thở từ hôm lễ Giáng sinh đến nay. Được biết, khi biết mình nhiễm Covid, ca sĩ Lệ Thu đã tự mình gọi cứu thương vì không muốn lây cho con cái. Kể từ khi nhập viện đến nay, các con của bà không thể vào thăm mà chỉ có thể nói chuyện và nhìn thấy mẹ qua màn hình điện thoại. Thời gian đầu đi hát, ngoài hát nhạc nước ngoài, những bản nhạc Việt đầu tiên ca sĩ Lệ Thu trình bày là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Lời Buồn Thánh, Diễm Xưa. Bên cạnh hát ở vũ trường, bà Lệ Thu cũng hát trên các đài phát thanh và thu âm cho các nhiều đăng đĩa. Một trong những băng nhạc nổi tiếng nhất của bà
là Sơn Ca 9 do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thực hiện. Bà còn được các nhạc sĩ Donny Đóng Giày, trong ngoặc kép cái từ Donny Đóng Giày, viết riêng cho bà như là bài Nước Mắt Mùa Thu của Phạm Duy, Xin Còn Gọi Tên Nhau của Trường Sa, hay Chiếc Lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn. Từ Little Sài Gòn ở quận Cam, ông Trung Nghĩa, một nghệ sĩ đàn guitar quen thuộc trong cộng đồng văn nghệ người Việt, đã mắc Covid-19 được 10 ngày và được cho ở nhà tự điều trị và cách ly. Hôm nay ông đã ngồi dậy, hít đất, tập tạ, được rồi, đã đủ khỏe để đi ra ngoài, nhưng không dám vì phải bảo vệ cho mọi người xung quanh. Theo lời kể của ông thì khi bị dính virus corona, ông có cảm giác như là cảm cúm nặng. Trong 3 ngày, tôi chỉ muốn nằm dài thôi chứ không muốn làm gì hết. Không muốn ăn uống, cảm giác chán đời lắm. Đó, ông Nghĩa đã kể như vậy. Theo lời ông Nghĩa, thì trong thời gian ông nằm bệnh, chỉ có vợ ông chăm sóc cho ông, chứ ông không tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Cần gì thì gọi cho bạn bè, họ cứ đem đồ ăn tới bỏ trước cửa nhà rồi mình ra lấy thôi. Đấy, ông cho biết như thế. Vợ ông đã nấu nước sông với lá bưởi, lá xả, dầu nóng mỗi ngày 2 lần. Đây là các phương pháp mà cộng đồng người Việt truyền tai nhau cho những người mắc Covid, mặc dù không có khuyến cáo từ các bác sĩ là nên dùng. Trong khi đó, ông Nghĩa được bác sĩ cho uống trụ sinh và Tylenol. Sau 4 ngày thì cảm thấy nhẹ dần, bây giờ đã thấy thèm ăn trở lại, chứ lúc trước bà xã cứ phải ép ăn. Đó, ông Nghĩa đã nói và cho biết đến thứ hai đầu tuần, ông và vợ ông sẽ đi xét nghiệm Covid trở lại. Bác sĩ nói nếu đã qua được thì sẽ qua luôn, còn nếu không qua được thì đã phải vào ICU, tức là phòng hồi sức tích cực. Đấy, ông nói thêm như vậy. Nghệ sĩ guitar này cho rằng ông may mắn vì ông là người tích cực tập thể dục, hít đất, tập tạ, chơi tennis, không nhậu nhẹt, không bệnh nền, nên Covid không vật nổi ông. Về nguồn lây, ông Nghĩa nói ông không nghĩ ra là bị lây từ đâu. Ông cho biết trước khi bị nhiễm, hàng ngày ông vẫn đi chợ, vẫn ra ngoài tiếp xúc bạn bè bình thường, và ông đều có đeo khẩu trang và rửa tay sau khi đi chợ. Ông Nghĩa vốn là một ủng hộ viên nhiệt thành của Tổng thống Donald Trump, thừa nhận là ông đã từng chủ quan trước dịch bệnh. Lúc trước tôi cũng nghĩ dịch bệnh không nghiêm trọng. Ngày nào tôi cũng lăng xăng ngoài đường, rồi cà phê, cà pháo, bạn bè này kia. Đó, ông nói như vậy. Và ông nói thêm, tôi cũng có phần chủ quan, vì mình cũng có 30 năm tập tạ, nên cứ ỷ y. Cho nên ông kêu gọi mọi người, đừng nên coi thường virus corona. Vì tùy điều kiện sức khỏe, ai mà yếu mà bị dính thì sẽ vất vả lắm đấy. Sự chủ quan của một số người Việt trước Covid, theo giải thích của ông, là
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Theo lời ông thì có những người ông quen biết đùng một cái nghe chết vì Covid, và một người em trong nghề của ông 55 tuổi bị bệnh phổi, bây giờ lại dính thêm Covid rồi đi luôn. Trong giới nghệ sĩ gốc Việt đã có nhiều người mắc nhưng người ta giữ kín. Có người bị nặng đang nằm trong ICU. Ông Nghĩa vốn quen thuộc với giới nghệ sĩ gốc Việt cho biết như vậy. Còn tin thứ hai, mấy ngày gần đây cũng rất xôn xao là biến thể Covid xuất hiện tại 10 bang của Mỹ rồi. Biến thể Covid có khả năng lây nhiễm cao hơn, vốn được phát hiện đầu tiên tại Anh, bây giờ đã có mặt tại 10 tiểu bang của Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết ngày 15 tháng Giêng và cảnh báo biến thể này có thể trở thành biến thể chủ yếu luân chuyển tại Mỹ từ nay cho đến tháng 3. Biến thể này có tên là B117, được biết là lây lan nhanh gấp đôi loại virus hiện có tại Mỹ. Biến thể siêu lây nhiễm của virus corona được dự đoán sẽ là chủng bao trùm ở Mỹ vào tháng 3 tới. Trong khi một bác sĩ nói với mọi người rằng với tình hình dịch diễn biến khó lường như hiện nay thì khó mà biết được chừng nào Mỹ mới kiểm soát được Covid-19. Vấn đề chủ yếu bây giờ là phải chuẩn bị cho số ca tăng vọt. Biến thể siêu lây nhiễm của virus corona phát xuất từ Anh có thể sẽ trở thành chủng virus bao trùm ở Mỹ từ nay cho đến tháng 3, sau khi lây lan nhanh vào đầu năm nay. Theo một nghiên cứu vừa được công bố hôm 15 tháng Giêng của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức CDC đấy. Các nhà nghiên cứu của CDC cũng kêu gọi hệ thống y tế quốc gia chuẩn bị cho sự tăng vọt về số ca nhiễm virus corona. Cho đến nay, cả nước Mỹ phát hiện 76 trường hợp nhiễm biến thể COVID-19 từ Anh, tức là tên là B117 đấy. Đó là theo dữ liệu của CDC cập nhật hôm 13 tháng Giêng. Tuy nhiên, nhiều ca được phát hiện là ở những người không có tiền sử đi lại nhiều. Điều này cho thấy biến thể đang lan truyền trong cộng đồng mà không bị phát hiện. Các chuyên gia y tế toàn cầu đã khẳng định rằng mặc dù biến thể mới ở Anh và một chủng tương tự được tìm thấy ở Nam Phi có khả năng lây lan nhanh hơn, nhưng chúng dường như không làm cho người bị nhiễm mắc bệnh nặng hơn hay làm tăng khả năng tử vong. Tuy nhiên, việc có thêm nhiều ca nhiễm hơn cuối cùng có thể dẫn đến nhiều người phải nhập viện hơn, trong lúc nước Mỹ đang đối phó với số lượng bệnh nhân COVID-19 cao kỷ lục trong các bệnh viện. Nghiên cứu của CDC cho biết mặc dù mức độ phổ biến hiện tại của biến thể này ở Hoa Kỳ vẫn chưa được xác định, nhưng dựa trên phân tích của họ, nó được cho là ít hơn 0,5% số ca. Họ cho biết Mỹ vẫn chưa phát hiện biến thể được tìm thấy ở Nam Phi hoặc biến thể được xác định ở Nhật Bản.
Mô hình của CDC ước tính rằng biến thể có khả năng lây truyền cao hơn 50% so với các chủng hiện có. Họ cũng ước tính có từ 10% đến 30% số người đã có miễn dịch từ lần nhiễm bệnh trước, và 1 triệu liều vaccine sẽ được tiêm mỗi ngày bắt đầu từ tháng này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tốc độ lây lan như vậy có thể gia tăng áp lực cho các bệnh viện và có thể đòi hỏi thêm các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn sự lây lan cho đến khi đủ số người được tiêm chủng. Tăng cường giám sát các virus đột biến kết hợp với việc tuân thủ chặt chẽ hơn các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách có thể giúp làm chậm sự lây lan của virus. Những nơi bệnh lây lan mạnh cũng như những nơi đông dân có khả năng lây lan mạnh như bang California, New York cần phải thực hiện các biện pháp phòng dịch quyết liệt hơn và triệt để hơn, và có thể phải bắt buộc người dân tuân theo. Một bác sĩ gốc Việt hành nghề lâu năm ở bang Florida đã khuyến cáo như vậy. Bác sĩ Đỗ Văn Hội nói, có những nơi có thể sẽ phải đóng cửa toàn diện, giống như hồi tháng 4, tháng 5. Khó mà nói được vì nó biến chuyển quá nhiều đi. Nhiều khi nó hết cái này, nó lại chuyển qua cái khác. Mình không thể nào nói trước được. Ông dự đoán tình hình dịch trong thời gian tới như vậy. Dù Mỹ đã bắt đầu triển khai vaccine chống Covid từ một tháng nay, nhưng đang gặp những khó khăn về hậu cần như thiếu tủ đông ở nhiệt độ đủ thấp để trữ vaccine và còn phải cần thời gian để huấn luyện nhân viên trích vaccine. Bên cạnh đó, đối với những ai đã được trích vaccine thì phải chờ 2 đến 3 tuần vaccine mới có hiệu nghiệm. Không phải trích ngừa xong là được miễn nhiễm ngay đâu. Trong thời gian trích ngừa xong cũng phải gìn giữ để khỏi bị lây bệnh. Đó, bác sĩ Hội đã nói như vậy. Sau một thời gian phải trích thêm liều thứ hai nữa thì mới đạt miễn nhiễm trên 94%. Do đó cần có thời gian để cho dịch bệnh lắng xuống. Sự lây lan nhanh chóng của các biến thể COVID đòi hỏi cần phải tiêm chủng cho nhiều người hơn để đạt được miễn dịch cộng đồng. Đó là theo các nhà nghiên cứu của CDC. Miễn dịch cộng đồng là khi có đủ số dân có miễn dịch với một loại bệnh, hoặc là bằng con đường tiêm chủng, hoặc là bằng lây nhiễm tự nhiên. Khi nhiều người miễn dịch, chu trình lây nhiễm sẽ bị phá vỡ, làm cho sự lây lan của bệnh dừng lại hoặc chậm lại. Mỹ đã khởi đầu chậm chạp trong chiến dịch tiêm chủng và không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người dân vào cuối năm ngoái. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 31,1 triệu liều vaccine, nhưng mới tiêm chủng được 12,3 triệu liều trong số đó thôi. Đó là theo dữ liệu của CDC. Ngay cả khi đã có vaccine rồi, biến chủng mới tiếp tục lây lan dù các loại thuốc đã chứng tỏ có công hiệu mạnh nhất để làm nó bớt lây lan ở những nơi mà bệnh đã thuyên giảm. Những nỗ lực sớm có thể hạn chế sự lây lan của biến chủng B.1.17, chẳng hạn tuân thủ rộng rãi và nghiêm túc các chiến lược phòng dịch sẽ cho phép có nhiều thời gian hơn để tiếp tục tiêm chủng hầu đạt được cấp độ miễn nhiễm cao hơn trong cộng đồng. Với sự xuất hiện của các biến chủng mới, đại dịch COVID-19 trên thế giới đang dần trở nên phức tạp hơn, bất chấp việc vaccine đang được phân phối.
dù chúng ta đang nằm trong số các nước kiểm soát được dịch bệnh, đấy, Việt Nam chúng ta đấy, đang nằm trong cái số các nước kiểm soát được dịch bệnh, trong khi nhiều quốc gia khác vẫn đang bị Covid-19 oanh tạc rất nặng nề vì các biến chủng mới. Một số chủng đột biến được cho là xuất hiện trong các cộng đồng vốn đã thiết lập miễn dịch thành công. Ở thời điểm hiện tại, đã có hơn 92 triệu ca nhiễm được ghi nhận trên toàn cầu. Nhưng theo mô hình của CDC, đấy, con số có thể lên tới 170 triệu vào đầu tháng 3. Và Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong kịch bản xấu nhất, số ca nhiễm ở Mỹ có thể lên tới 32 triệu, chiếm 20% toàn cầu. Ấn Độ, Brazil và Nga đứng tiếp theo trong danh sách này. Vậy vũ khí tốt nhất để chống lại dịch bệnh là khả năng kiểm soát. Nhưng các bằng chứng đã cho thấy virus đang tiến hóa giống như cúm vậy. Nếu virus có thể phát triển để thích ứng với con người tương tự như cúm, thì chúng sẽ lẩn khuất trong cộng đồng và sẽ liên tục xuất hiện khi đến thời điểm thích hợp. Sẽ có nhiều người mang virus nhưng không có triệu chứng và sống như bình thường. Vậy nên việc kiểm soát sẽ trở nên rất khó khăn nếu kịch bản ấy xảy ra. Đó là những tin mà không vui lắm. Nhưng mà xin thông báo với các quý vị, các thầy, các bạn một tin vui là Tổng thống đắc cử Joe Biden của Mỹ hôm qua 14 tháng Giêng đấy đã công bố kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô với mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa vực dậy nền kinh tế, đồng thời cam kết hoàn thành việc tiêm chủng cho 100 triệu dân trong 100 ngày đầu cầm quyền. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện ông Chuck Schumer đã hoan nghênh kế hoạch này của ông Biden, đồng thời cam kết nỗ lực giúp dự luật được thông qua tại lưỡng viện Quốc hội. Đảng Dân Chủ hiện kiểm soát Hạ viện và Đảng Cộng Hòa vẫn kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ cũng sẽ kiểm soát cả Thượng viện sau khi hai ông Raphael Warnock và ông John Ossoff vừa chiến thắng trong vòng bầu cử thêm hôm 5 tháng Giêng ở bang Georgia đấy. Nhưng hai ông này tuyên thệ nhậm chức cuối tháng này, và phó tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ bỏ phiếu, thì lúc đó sẽ phá vỡ thế cân bằng 50-50. Thì đấy là tin cũng rất là phấn khởi. Mọi người cũng đang chờ đón cái tin mới này. Đấy là những tin mới mà tôi vừa mới biết, mới nhận được. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.